Thế giới được sản xuất tại Mỹ, Purism tuyên bố đã bắt đầu sản xuất smartphone chạy Linux Librem 5 tại Mỹ, nhằm đánh tan nỗi lo bảo mật. Purism từng cố gắng làm mọi thứ để biến Librem 5 thành chiếc điện thoại an toàn nhất thế giới. Thế nhưng việc nó không được sản xuất tại Mỹ có thể khiến nhiều người lo ngại. Công ty này từng nổi tiếng với các sản phẩm laptop và điện thoại bảo mật phát triển trên nền Linux. Tất cả thành phần của Librem 5 được sản xuất ở Mỹ tại đúng cơ sở đã phát triển gói Deckkit và Librem Key. Purism cho biết Phiên bản Librem 5 USA của chiếc smartphone Linu là bản cao cấp nhất, chỉ dành cho khách hàng lo ngại về nguồn gốc dây chuyền cung ứng phần cứng. Vì lẽ đó, Librem 5 USA được bán ra 1999 đô la Mỹ đô la Mỹ, có thể đặt trước tại website Purism từ ngày hôm nay. Bản thưởng Librem 5 có giá 699 đô la Mỹ. Tất cả đơn hàng sẽ được giao từ quý 3 năm tới.